tương đối thấp nhưng mà chi phí điều trị lại rất là cao, lại trở thành một trong những cái gánh nặng rất đáng kể cho chi phí y tế. Thì ở đây tôi xin được tập trung vào hai bệnh lý chính. Tôi xin được tập trung vào hai bệnh lý chính là bệnh lý giảm tiểu cầu miễn dịch và xơ tuyến nguyên phát. Giảm tiểu cầu miễn dịch là một trong những bệnh lý huyết học rất là hiếm gặp, với tỷ lệ các ca mắc mới là 3,3 trên 100.000 ca. Tức cứ mỗi 100.000 ca thì có hơn 3 ca là giảm tiểu cầu miễn dịch. Bệnh thường gặp ở nữ giới hơn là nam giới và 80% sẽ là nguyên phát. Đây là bệnh có gánh nặng kinh tế rất là lớn, chi phí điều trị khá là cao. Trong phác đồ điều trị của thế giới hiện tại, ở bước 2, bước điều trị số 2 thì chúng ta sẽ thấy là có các cái can thiệp như là cắt lách, như là rituximab hoặc là thuốc TPO, tức là thụ thể đồng vận thụ thể của thrombopoietin. Tuy nhiên, hướng dẫn điều trị này trên quốc tế tại Việt Nam thì hiện tại chúng ta đang áp dụng hướng dẫn điều trị của năm 2015. Khi đó thì chúng ta chưa có thuốc TPO được đăng ký, được có số đăng ký. Ngoài ra thì rituximab hiện tại tại Việt Nam cũng chưa có chỉ định được phê duyệt cho giảm tiểu cầu miễn dịch. Thì đây là một trong những cái rào cản trong điều trị do chưa tiếp cận được các cái phương pháp điều trị mới. Đối với xơ tuyến nguyên phát thì đây cũng là một trong những bệnh lý còn hiếm gặp hơn cả giảm tiểu cầu miễn dịch, với số ca mới mắc là 0,3 cho đến 1,9 trên 100.000 người. Đây là bệnh lý có thời gian sống trung bình là khá ngắn, từ 3 đến 6 năm. Tỷ lệ sống sót trong 5 năm là dao động từ 35 đến 46%. Chi phí điều trị xơ tuyến nguyên phát trong một nghiên cứu tại Mỹ thì cho thấy là cái chi phí điều trị này cao gấp 5 lần so với người không bị xơ tuyến nguyên phát, và tương đương với khoảng 26.000 euro cho mỗi người bệnh một năm. Đây là một trong những gánh nặng rất lớn. Vì vậy thì các cái phác đồ điều trị, các cái can thiệp điều trị mới được tạo ra thì chủ yếu là nhằm nâng cao cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Trong đó thì một trong những cái can thiệp mà hiện nay các khuyến cáo trên thế giới được đưa vào là can thiệp ở bước 1, đó là thuốc ruxolitinib. Ruxolitinib hiện tại ở Việt Nam cũng đã được đưa vào bảo hiểm y tế, nhưng chủ yếu là ở bước 3 sau cắt lách. Chính vì lẽ đó mà chúng ta thấy rằng một trong những cái rào cản trong tiếp cận điều trị cho người bệnh là khi bệnh nhân chỉ được tiếp cận ở bước 3 sau cắt lách thì sẽ làm giảm cái hiệu lực điều trị. Vì vậy thì hiện tại ở Việt Nam, đối với hai thuốc mà chúng tôi vừa nói tới là ruxolitinib và etrombopag, thì một thuốc đã được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế ở trong điều trị bước 3, một thuốc thì chưa được vào danh mục bảo hiểm y tế. Vì vậy khi xem xét mở rộng chỉ định cho thuốc hoặc là khi xem xét đưa thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế thì một trong những yêu cầu bắt buộc hiện nay của bảo hiểm của Bộ Y tế là phải xem xét tác động lên ngân sách của thuốc đó trong điều trị. Chính vì tại Việt Nam các cái nghiên cứu hiện tại là chưa được tiến hành, kể cả là nghiên cứu phân tích chi phí hiệu quả lẫn tác động ngân sách, cho nên là chúng tôi đã có những bước khởi đầu tiến hành các nghiên cứu tương tự để chúng ta có thể xem xét khả năng chi trả hoặc mở rộng chỉ định cho thuốc. Đối với chi phí hiệu quả của ruxolitinib trong điều trị xơ tuyến nguyên phát thì chúng tôi đã tiến hành một cái nghiên cứu tổng quan hệ thống trên các cơ sở dữ liệu điện tử với các từ khóa và câu lệnh cũng như tiêu chí lựa chọn loại trừ ở trên. Chúng tôi tìm được hiện tại trên thế giới chỉ có 5 nghiên cứu tiến hành phân tích chi phí hiệu quả của ruxolitinib trong điều trị xơ tuyến nguyên phát với kết quả như sau. Cả 5 nghiên cứu này thì đều là được tiến hành ở các quốc gia tại châu Âu hoặc là Mỹ, chưa có nghiên cứu nào được tiến hành tại châu Á. Các nghiên cứu này đều so sánh hoặc là với can thiệp là PAP, tức là liệu pháp điều trị tốt nhất hiện có, hoặc là thuốc eculizumab hoặc và fludarabine. Các nghiên cứu này đều cho thấy là so với PAP thì ruxolitinib đạt chi phí hiệu quả trong điều trị xơ tuyến nguyên phát.
Có một nghiên cứu năm 2013 thì cho thấy rằng trên các quan điểm khác nhau thì chỉ số ISER là khác biệt. Tuy nhiên so với ngưỡng chi trả thì chỉ số này không đạt được dưới ngưỡng chi trả. Vì vậy, ruxolitinib chỉ mang lại hiệu quả về mặt lâm sàng chứ không mang lại hiệu quả về mặt chi phí hiệu quả. Thì đây là kết quả chung. Như vậy tóm lại là trên thế giới thì người ta đã tiến hành nghiên cứu phân tích chi phí hiệu quả. Tại Việt Nam chúng ta chưa có, nhưng trên thế giới thì 4 trên 5 nghiên cứu đều cho thấy ruxolitinib đạt chi phí hiệu quả so với các biện pháp can thiệp hiện có. Vì vậy, tại Việt Nam với một cái bệnh lý khá là hiếm, số lượng bệnh nhân không nhiều, việc phân tích tác động ngân sách là khuyến cáo bắt buộc phải sử dụng khi xem xét đưa thuốc vào danh mục bệnh y tế. Chính vì vậy mà chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phân tích tác động ngân sách với thiết kế nghiên cứu 6 bước theo tiêu chuẩn nghiên cứu phân tích tác động ngân sách được khuyến cáo trên thế giới. Với can thiệp nghiên cứu là ruxolitinib và can thiệp so sánh là thuốc LAPAZ, tức là cái liệu pháp tốt nhất hiện có. Thời gian chúng tôi tiến hành đánh giá cái tác động về mặt ngân sách là 5 năm. Trong đó có hai kịch bản mà chúng tôi so sánh là có ruxolitinib trong danh mục bảo hiểm y tế và không có ruxolitinib trong danh mục bảo hiểm y tế, giống như là tình trạng hiện tại. Và dân số chúng tôi xem xét là bệnh nhân người trưởng thành, sơ tuyến nguyên phát, nguy cơ trung bình 2 và cao. Để nghiên cứu được tiến hành thì chúng ta có 6 bước. Bước đầu tiên chúng ta sẽ xem xét dân số mục tiêu, tức là dân số sẽ có thể sử dụng thuốc ruxolitinib trong điều trị. Chúng tôi đã phải sử dụng các cái thông số dịch tễ bắt đầu từ cái dân số người trưởng thành nói chung, sử dụng các cái dữ liệu về mặt dịch tễ để tìm cái dân số mục tiêu trong vòng 5 năm và ước lượng cái sự thay đổi này theo theo thời gian. Thì chúng tôi ghi nhận là dân số mục tiêu có thể chỉ định thuốc, tức là dân số mục tiêu mà có bệnh lý sơ tuyến nguyên phát có thể chỉ định thuốc là khoảng dao động từ 121 đến 125 người. Hai can thiệp mà chúng tôi so sánh thì chúng tôi sẽ đánh giá cái chi phí của nó. Trong đó là chi phí của liệu pháp tốt nhất hiện có là rất nhiều các liệu pháp với tỷ lệ phần trăm sử dụng khác nhau. Trên thực tế, tỷ lệ này được rút ra từ việc tham vấn ý kiến các chuyên gia. Chúng tôi thu nhận được là nếu mà điều trị bằng liệu pháp tốt nhất hiện có đó thì chi phí khoảng 792 ngàn cho một tháng, tương đương với khoảng 9 triệu rưỡi cho một năm. Còn nếu chúng ta sử dụng là ruxolitinib để điều trị với chi phí của một viên là 725.700 đồng với hai hàm lượng khác nhau, mỗi hai hàm lượng này đều có cùng giá thành như vậy, tỷ lệ sử dụng các hàm lượng cũng khác biệt, thì chúng tôi ghi nhận là với các tỷ lệ hoàn trả bảo hiểm y tế khác nhau, chi phí mà bảo hiểm y tế sẽ trả cho cái thuốc ruxolitinib trong điều trị cũng sẽ khác biệt. Tỷ lệ hoàn trả càng cao thì chi phí bảo hiểm y tế chi trả càng lớn. Tỷ lệ hoàn trả 100% thì mỗi một năm bảo hiểm y tế sẽ phải trả 453,6 triệu riêng cho thuốc ruxolitinib, và nếu tỷ lệ này giảm xuống 30% thì chi phí phải trả một năm là 136 triệu. Như vậy thì rõ ràng nếu chúng ta chỉ nhìn trên chi phí của thuốc thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rất là lớn. Kể cả khi là bảo hiểm y tế chi trả hoàn trả chỉ có 30% thì chi phí thuốc cũng là 136 triệu, cao hơn so với cái chi phí của các liệu pháp tiêu chuẩn tốt nhất hiện có. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ nhìn ở chi phí thuốc thì chúng ta sẽ không nhìn thấy bức tranh toàn diện trong điều trị. Đối với điều trị sơ tuỷ thì chúng ta phải điều trị rất nhiều các biến cố khác có thể xảy ra. Ví dụ như là triệu chứng lách to, biến chứng mạch máu, hoặc là chúng ta khi mà bị lách to thì chúng ta cần phải cắt lách hoặc là xạ trị lách. Tất cả các chi phí này chúng ta cần phải tính toán. Kể cả khi là bệnh nhân tái phát do không đáp ứng được điều trị hoặc là có đáp ứng điều trị bệnh nhân vẫn lặp lại tái phát khám bệnh, thì chúng ta sẽ phải tính toán được cái chi phí này trong cái mô hình của chúng ta để có thể bắt được tìm được cái chi phí toàn điều trị một cách toàn diện. Ngoài ra thì các chi phí liên quan đến các biến cố như là bệnh chuyển bạch cầu cấp hoặc là chi phí điều trị các tác dụng ngoại ý thì đây cũng là chi phí cần thiết phải được đánh giá trong mô hình và cần phân biệt khi có ruxolitinib trong bảo hiểm y tế và không có ruxolitinib. Với bối cảnh sử dụng là 5 năm thì chúng tôi đã đánh giá cái tỷ lệ phần trăm mà ruxolitinib có thể được sử dụng mỗi năm tương ứng với hai kịch bản là không có ruxolitinib, tức là
Hoàn toàn 5 năm này chỉ có liệu pháp tốt nhất hiện đó là BAT, hoặc là khi có ruxolitinib với các tỷ lệ hoàn trả khác nhau. Thì bức tranh ở đây chúng ta thấy rằng trong trong 5 năm tỷ lệ sử dụng ruxolitinib sẽ có xu hướng gia tăng dù cho tỷ lệ hoàn trả nào. Tuy nhiên một điều rất dễ thấy là tỷ lệ hoàn trả càng cao thì tỷ lệ sử dụng ruxolitinib sẽ càng lớn, tức là tỷ lệ bệnh nhân tiếp cận được với điều trị thuốc ruxolitinib sẽ cao hơn. Tỷ lệ hoàn trả càng thấp thì tỷ lệ bệnh nhân tiếp cận được với ruxolitinib càng thấp. Thì điều này cũng dễ hiểu khi mà bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả nhiều hơn, tiền túi bỏ ra ít hơn thì họ sẽ dễ tiếp cận với điều trị hơn. Như vậy thì dựa trên cái tỷ lệ sử dụng này thì chúng ta ghi nhận số lượng bệnh nhân qua các ở các can thiệp ở các kịch bản khác nhau, và tùy từ tất cả các chi phí mà tôi tính toán được ở trên thì chúng tôi thu được một bức tranh về tác động ngân sách như sau. Tổng ngân sách cho cả bảo hiểm y tế và người bệnh là không đổi, nhưng sẽ thay đổi tỷ lệ phần trăm giữa người bệnh và bảo hiểm y tế tùy thuộc vào mức độ hoàn trả bảo hiểm y tế. Nếu như bảo hiểm y tế chi trả 100% cho thuốc ruxolitinib thì tổng ngân sách sẽ gia tăng 258,9 triệu trên toàn bộ dân số mục tiêu của chúng ta là sơ tuyển nguyên phát. Nếu như bảo hiểm y tế chi trả 70% thì tổng ngân sách bảo hiểm y tế sẽ giảm đi, nhưng tổng ngân sách mà người bệnh phải trả lại tăng lên. Như vậy chúng ta luôn luôn thấy một cái chiều là mình bảo hiểm y tế chi trả càng nhiều, tỷ lệ hoàn trả càng nhiều, quỹ bảo hiểm y tế càng chi trả lớn thì người bệnh lại càng giảm được cái ngân sách của người bệnh, đồng thời là tăng được cái tỷ lệ chấp nhận điều trị. Như vậy thì đó là một bức tranh mà chúng ta thấy giống như một cái quả bóng. Nếu mà quả bóng này phình to hơn ở quỹ bảo hiểm y tế thì sẽ xẹp lại ở người bệnh và ngược lại. Như vậy quỹ bảo hiểm y tế càng chi trả nhiều thì bệnh nhân càng được tiếp cận điều trị cao, ngược lại thì nếu quỹ bảo hiểm y tế chi trả ít, bệnh nhân sẽ tiếp cận điều trị thấp và cái quỹ tiền túi của bệnh nhân chi trả càng cao hơn. Thì đây là một trong những điểm mà bảo hiểm y tế cần cân nhắc khi xem xét đưa thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế, khi xem xét tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế cho thuốc. Ở tỷ lệ nào là phù hợp thì chỉ có đơn vị bảo hiểm y tế quyết định cho cái điều đó. Thì đây là bức tranh mà chúng ta có thể thấy một cách tổng quát nhất về ngân sách bảo hiểm y tế khi chi trả cho ruxolitinib trong điều trị sơ tuyến nguyên phát. Đối với phân tích tác động ngân sách hay là chi phí hiệu quả của Etrombopag thì chúng ta trong giảm tiểu cầu miễn dịch thì chúng tôi cũng ghi nhận một số kết quả sau đây. Đầu tiên là tổng quan về chi phí hiệu quả trên thế giới thì chúng tôi cũng làm bằng cái phương pháp tương tự. Chúng tôi ghi nhận được có 5 nghiên cứu hiện tại được tiến hành. Cả 5 nghiên cứu này thì đều được tiến hành ở châu Mỹ hoặc là châu Âu. Không có bất kỳ nghiên cứu nào được tiến hành ở châu Á. Ở các nghiên cứu này thì người ta sẽ so sánh Etrombopag với các can thiệp khác nhau. Trong đó có cả những can thiệp mà hiện tại đang không có ở Việt Nam, ví dụ là romiprostim. Các nghiên cứu này đều ghi nhận là các kết quả nghiên cứu này nó cũng khác biệt tùy thuộc vào là thuốc Etrombopag so sánh với cái thuốc nào. Một số nghiên cứu cho thấy là Etrombopag chiếm ưu thế vượt trội, tức là chi phí thì thấp, hiệu quả thì cao hơn so với romiprostim. Nghiên cứu khác thì lại cho rằng romiprostim chiếm ưu thế vượt trội hơn Etrombopag. Cũng có nghiên cứu cho thấy là Etrombopag so với giải dược thì không có đạt chi phí hiệu quả vì cái ngưỡng quá là cao, cái chỉ số ISO quá cao so với ngưỡng chi trả. Như vậy thì đến đây chúng ta có thể thấy là nếu như quy lại ở Việt Nam thì chúng ta chưa có nghiên cứu nào, nhưng mà trên thế giới kết quả nghiên cứu nó rất là không có đồng thuận với nhau. Tại Việt Nam thì vì đây là một trong những bệnh rất là hiếm cho nên là chúng ta ưu tiên sẽ đánh giá tác động ngân sách hơn là chi phí hiệu quả. Vậy thì đầu tiên về tác động ngân sách thì chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu dưới quan điểm của cơ quan chi trả bảo hiểm y tế trong khoảng thời gian 5 năm. Dân số được xem xét sẽ là người bệnh trưởng thành, giảm tiểu cầu miễn dịch mãn tính. Ở đây thì tôi xin lưu ý là đối với trường hợp Etrombopag thì chúng ta có cái bài toán khác so với trường hợp ruxolitinib. Ruxolitinib thì chưa được vào bảo hiểm cho nên chúng ta cần xem xét là viễn cảnh là hiện tại là không có bảo hiểm y tế cho Ruso và tương lai là có bảo hiểm y tế cho Ruso. Nhưng Etrombopag thì khác,
Empotrabac hiện tại đã được vào bảo hiểm y tế và được chi trả ở bước 3 sau điều trị cắt lách. Nếu chúng ta mở rộng thêm chỉ định ở bước 2 theo đúng khuyến cáo của quốc tế thì ngân sách vẫn sẽ bị thay đổi và bị ảnh hưởng. Như vậy bức tranh của chúng ta sẽ là kịch bản hiện tại là giữ nguyên cái phạm vi chi trả bảo hiểm y tế cho Eutromobac ở bước 2 sau cắt lách. Xin lỗi, ở bước 3 sau cắt lách. Và viễn kịch bản tương lai là mở rộng chỉ định cho Eutromobac ở bước 2 trong điều trị. Vậy thì cái bức tranh đó chúng ta sẽ xem xét cái sự thay đổi về tác động ngân sách trong các năm khác nhau. Để có thể đánh giá được tác động ngân sách thì chúng ta phải tính dân số mục tiêu. Và dân số mục tiêu ở đây của chúng ta sẽ là hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm người bệnh điều trị bước 2 và nhóm thứ hai là nhóm người bệnh điều trị bước 3 sau cắt lách. Thì đây là số lượng bệnh nhân ở các cái nhóm. Bước 3 sau cắt lách, tức là bệnh nhân ở bước 2 đã điều trị cắt lách rồi sẽ chuyển sang Eutromobac, thì 100% bệnh nhân cắt lách sẽ bắt đầu chuyển sang bước 3 Eutromobac khi khi có tái phát. Với cái tỷ lệ sử dụng Eutromobac, tỷ lệ sử dụng Eutromobac cũng khác biệt dựa vào cái tỷ lệ hoàn trả. Tỷ lệ hoàn trả bảo hiểm y tế càng cao thì tỷ lệ này càng lớn. Tỷ lệ bảo hiểm y tế càng thấp thì tỷ lệ người bệnh sử dụng Eutromobac càng ít. Điều này cũng rất dễ hiểu bởi vì tỷ lệ càng bảo hiểm y tế chi trả càng nhiều, bệnh nhân càng ít tiền túi bỏ ra trong điều trị thì càng dễ tiếp cận với điều trị hơn. Tất cả các tỷ lệ này chúng tôi đều đánh giá dựa trên tham vấn ý kiến các chuyên gia lâm sàng. Như vậy thì ở đây chúng tôi trình bày một cách chi tiết hơn số lượng người bệnh ở từng trạng thái, ở từng bước điều trị, ở từng cái bối cảnh, phạm vi chi trả bảo hiểm y tế và từng cái tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế. Các quý vị có thể xem cái phần này rất là chi tiết trong slide được in trong tài liệu của quý vị. Để có thể phân tích tác động ngân sách thì ngoài dân số mục tiêu chúng ta còn phải đánh giá các chi phí liên quan. Thì đầu tiên là chi phí thuốc. Ở đây quý vị cũng sẽ thấy một cái sự chênh lệch rất lớn. Đối với Eutromobac, chi phí một tháng là 19 triệu. Nếu chúng ta điều trị bằng phương pháp tốt nhất hiện có thì chi phí điều trị khoảng 4 triệu 7. Ngoài ra, ngoài chi phí điều trị chúng ta còn xem xét các chi phí như là tái khám, nhập viện, cắt lách, chi phí xuất huyết. Hoặc là các chi phí điều trị tất cả các cái biến cố gây ra. Đương nhiên là các cái can thiệp khác nhau thì tỷ lệ chi trả cho cái biến cố này khác biệt. Với tất cả các dữ liệu kể trên, khi chúng tôi đưa vào mô hình thì chúng tôi ghi nhận kết quả như sau. Khi mà chúng ta sử dụng Eutromobac, khi chúng ta mở rộng phạm vi thanh toán của Eutromobac trong điều trị bước 2 thì chúng ta sẽ tiết kiệm được phần lớn các cái chi phí liên quan, bao gồm chi phí dịch vụ y tế, chi phí biến cố bất lợi, chi phí xuất huyết, tiết kiệm được so với phương án là không có mở rộng chỉ định. Tuy nhiên, cái sự tiết kiệm chi phí này không bù được với cái sự tăng thêm chi phí về thuốc. Như vậy nhìn chung là sẽ làm gia tăng ngân sách. Và tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế càng cao thì ngân sách chi trả càng nhiều. Nếu tỷ lệ hoàn trả bảo hiểm y tế 100% thì ngân sách phải trả là 179 tỷ. Nếu như tỷ lệ hoàn trả là 70% thì trong 5 năm chúng ta phải trả thêm bảo hiểm y tế phải trả thêm 125 tỷ. Và nếu chi tỷ lệ hoàn trả 50% thì ngân sách phải trả thêm là 89,6 tỷ trong 5 năm cho toàn bộ dân số mục tiêu. Như vậy thì cả hai trường hợp mà để cho chúng ta nói tới đối với ruxolitinib hay Eutromobac thì khi chúng ta bổ sung vào danh mục bảo hiểm y tế hay khi chúng ta mở rộng chỉ định thì đều làm gia tăng ngân sách bảo hiểm y tế trên toàn dân số. Như vậy thì đến đây tôi xin phép được có một số kết luận cho bài trình bày của mình. Tổng quan hệ thống về chi phí hiệu quả trên thế giới ghi nhận là không có nghiên cứu nào phân tích chi phí hiệu quả của ruxolitinib hoặc là Eutromobac tại châu Á và tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu hiện thấy cho chúng ta thấy là phần lớn các nghiên cứu của ruxolitinib đều cho thấy ruxolitinib đạt chi phí hiệu quả so với liệu pháp tốt nhất hiện có hoặc can thiệp khác trong điều trị xơ tủy. Đối với Eutromobac thì tổng quan hệ thống đều ghi nhận đa số Eutromobac sẽ chiếm ưu thế, tức là chi phí thấp hơn, hiệu quả cao hơn so với romiprostim. Tuy nhiên lưu ý rằng là romiprostim là thuốc hiện tại đang không có ở Việt Nam, cho nên cái so sánh này có lẽ là nó cũng không có ý nghĩa lắm với Việt Nam.
Phân tích tác động ngân sách trong 5 năm thì nghiên cứu ghi nhận nếu chúng ta bổ sung ruxolitinib vào danh mục bảo hiểm y tế với tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế ngày càng gia tăng thì sẽ tăng được cái tiếp cận điều trị cho người bệnh, nhưng đi kèm với nó là việc giảm xin lỗi việc tức là làm tăng tiếp cận điều trị cho người bệnh sẽ giảm tác động về mặt ngân sách trên người bệnh nhưng mà lại tăng tác động ngân sách trên bảo hiểm y tế. Với cái mức hoàn trả bảo hiểm y tế dao động từ 30% đến 100% thì tổng ngân sách của quỹ bảo hiểm y tế sẽ tăng từ 97,5 tỷ lên đến 258 tỷ trong 5 năm. Phân tích tác động ngân sách khi chúng ta mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm y tế cho Etrombopag ở bước 2 trong điều trị giảm tiểu cầu miễn dịch sẽ làm gia tăng ngân sách hàng năm từ 11,5 cho đến 36,6 tỷ, tương ứng với tổng ngân sách dao động trong 5 năm dao động từ 77,8 cho đến 177,4 tỷ tùy thuộc vào mức thanh toán bảo hiểm y tế khác nhau. Như vậy thì nhìn chung tăng tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế sẽ làm gia tăng ngân sách lên bảo hiểm y tế nhưng đồng thời làm tăng cái tỷ lệ tiếp cận cho người bệnh, thì đây là điều cũng cần thiết phải xem xét và đó cũng là cơ sở khoa học giúp cho các nhà hoạch định chính sách xem xét cái tỷ lệ chi trả nào là phù hợp khi chúng ta xem xét mở rộng chỉ định hoặc là đưa thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế. Dạ thì đây trên đây là toàn bộ cái phần nội dung mà tôi muốn chia sẻ cho các quý vị đại biểu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị ạ.